Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Thanh Mã Chari, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 365. Cảm ơn chị Hoa Nguyệt, cô Tuệ Duyên, chị Nhật Huỳnh, huynh trưởng. Sa là phần nờ ti mạnh nhì giá nành nhì nành nhì sần ti hai dần cha rì anh nhì sần ti hai dần phí khu sa mà thình nà thi gác cha tí. Sa là phần nờ ti mạnh nhì giá nành nhì sần ti hai dần cha rì anh nhì sần ti hai dần phí khu sa mà thình nà thi gác cha tí. Sa la phang na ti man nhay ya nan nhi sang bi ha yang cha re an nhi sang bi ha yang phit khu sa ma thin na thi ga cha ti. Không khinh điều mình được, không ganh với người khác được, tỳ kheo ganh tị người không sao chứng thiền định. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sa la phang na ti man nhi ya nan nhi sang bi ha yang cha re an nhi sang bi ha yang phi khu sa ma thin na thi ga cha ti. Sa la phang na ti man nhi ya nan nhi sang bi ha yang cha re anh nhê sang bi ha dần thi khu sa ma thình na thi ga cha ti. Vật của mình được lại sinh tị hiềm, tâm ganh sao động chẳng yên, tị kheo như vậy định thiền khó thay. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Giờ em kính mời chị Cẩm Vân tiếp theo ạ. Em kính mời chị. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sít Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính hình lễ Đức Phật, con kính hình lễ Giáo Pháp, con kính hình lễ Đức Tăng. Con kính hình lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng đạo hữu trong gương. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 365. Xá là bằng nhà tí mình nhì giá nằm nhì sằng phí há dằn chá rê. Anh nhì sằng phí há dằn phí khú xá mà thiền nà thí gác chá tí. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỷ kheo ganh ngược ganh tỷ người không sao chứng thiền định. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Vật của mình lại coi khinh, vật người có được lại sinh tỷ hiềm, tham ganh sao động chẳng yên, tỷ kheo như vậy thiền định thiền khó thai. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của An Nhiên. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Thầm Kha Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, trước hết con thành kính đảnh lễ sư Minh Hạnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ sư Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ, con kính chào với cô chú trong đạo tràng. Con xin trả bài kinh pháp cú 365. Sa la ban nhà ti man nhẹ ya nhàn nhẹ sang bi ha dần cha rề an nhẹ sang bi ha dần bi khu sa ma tin na thi gấp cha ti. Sa la ban nhà ti man nhẹ ya
Nhân ye sang bi ha dần cha rê anh ye sang bi ha dần bi khu sa man thìn na thi gấp cha ti sa la ban nhà ti man ye ya nhân ye sang bi ha dần cha rê anh ye sang bi ha dần bi khu sa ma thìn na thi gấp cha ti không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỷ kheo ganh tỵ người, sao không sao chứng thiền định. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vật của mình lại coi khinh, vật người có được lại sinh tỵ hiềm. Tham ganh sao động chẳng yên. Tỳ kheo như vậy, định thiền khó thay. Khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin đọc bài xong. Dạ con kính tri ân quý cô chú trong đội chèn đã lắng nghe. Alo. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn Ái Minh. Dạ dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Chị Nhật Quỳnh ơi, cho Tâm Phương xin bài học đi. Ra bị thoát ra mất bài học rồi. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính đảnh lễ cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc câu phúc cú số 365. Dạ. Sa la phang na ti man nhay ya. Nhan nhe sang phi ha yang cha re. An nhe sang phi ha yang bi khu sa ma thin na ti gat cha ti. Dạ, không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỳ kheo ganh tị người, không sao chứng thiền định. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vật của mình lại có thường, vật người có được lại sinh tị hiềm. Tham sao động chẳng yên, tỳ kheo như vậy định thiền khó thay. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ. Sa la phan na ti man ye ya nhan ye san phi ha yang cha re nhan ye san phi ha rang bin ku sa ma tin na thi gat cha ti. Sa la phan na ti man nhay nha nan nhe san phi ha yang cha re an nhe san phi ha yang bin khu sa ma thin na thi gat cha ti. Dạ con đã đọc xong câu pháp cú số 365. Dạ mấy mời kế tiếp ạ. Sa thu sa thu lành thầy Sít Đà Tâm Phương. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 365. Sa la phang na ti man nhay ya nan ye sang phi ha yang cha re an ye sang phi ha yang phi khu sa ma thin na thi gác cha ti. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỷ kheo ganh tỷ người, không sao chứng thiền định. Bản dịch của ngài Minh Châu. Vật của mình lại coi khinh, vật người có được lại sinh tỷ hiềm. Tham ganh sao động
chẳng yên tỳ kheo như vậy. Định thiền khó thay, bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sáng Khả Giá. Dạ, con vừa đọc xong là bài kinh pháp cú số 365, con xin được thay mặt đại chúng châu rung để thiền pháp sư. Brahmacaloka-dipati-sahampati-katanyari-anti-varang Ayacatha-santitha-sattaparyakha-chati-kate-setu Thamang anukam pi mang pa chang Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dây đời nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dữ niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lặn rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng tử vi chúng con ngồi khắp chốn mi tối mê cầu đại trí phi vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sở Khả Giá. Thay mặt đại chúng châu rung con thì được thành kính cung tỉnh đại đức tỉnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng từ vựng bài kinh pháp cú số 366. Nam Mô Phật Thà Giá, và con xin được thành kính cung tỉnh đại đức tỉnh Đạt ạ. Dạ Nam Mô Phật Thầy Giá. Xin con xin đảnh lễ chư tăng. Xin chào quý vị. Con đảnh lễ Thượng Tọa Thủy Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh. Như thường lệ thì ngày thứ hai bài giảng pháp cú của Thượng Tọa Thủy Quyền. Trước khi đi vào pháp cú bài giảng chính thì chúng ta sẽ học sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú. Và ngày hôm nay bài học về câu kệ ngôn pháp cú số 366. Câu kệ ngôn pháp cú số 366 như sau. Apalapho pi che bhikkhu sa phang na thi manyati tang ve deva pasang santi sut ha chi vinh a tan di tăng tỷ kheo giàu được ít không khinh điều mình được sống thanh tịnh không nhát chư thiên khen vị này. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thậm chí nếu chỉ có phần thọ lành ít ỏi vị tỳ khưu không nên khinh rẻ phần thọ lãnh của mình. Thật vậy, chư thiên ca ngợi vị có sự nuôi mạng trong sạch và không lười biếng ấy. Bản dịch văn xuôi của ngài Đa Chánh Đa Chánh Thân. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và chúng ta sẽ đi vào ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 366 này. Câu đầu tiên đó là Apalapho Piche Piku. Apalapho Piche Piku. Apalapho Apalapho là từ ghép bởi hai từ Appa cộng với từ Lapha. Appa có nghĩa là ít ỏi, Lapha từ cái căn động từ Lapha Lapati từ là phần là việc thâu thọ lãnh.
Apala phat apala po có nghĩa là phần thọ lãnh ít ỏi. Phần thọ lãnh ít ỏi. Chính từ nam tánh số ít. Chữ pí có nghĩa là nhấn mạnh ngay cả. Chê có nghĩa là nếu. Chê có nghĩa là nếu. Thích khu nó là một vị thị khu. Một vị thị khu. Câu thứ hai chúng ta học đó là Sala phang na ti manh nhati. Sala phang. Cái từ này hôm qua, hôm bữa trước chúng ta có đã học. Sala phang có nghĩa là phần thọ lãnh của mình, cũng kết hợp bởi hai từ là chữ xá cộng với la phá. La phá chúng ta vừa học đó là sự thọ lãnh xá và của mình. Xá la phăng là sự thọ lãnh của mình đó. Na ti manh nhati. Bởi luật sanh thí tách ra là ná cộng với là a ti manh nhati. Ná nghĩa là không. Atimanyati có nghĩa là khinh rẻ. Atimanyati khinh rẻ. Từ Atimanyati này chủ yếu là cái căn động từ manati, suy nghĩ. Ati cộng với là động từ manati, khinh rẻ. Hai từ này kết hợp thành na ti man nha ti, không nên khinh rẻ. Sẵn đây thì nhắc lại là khi hai cái nguyên âm đơn gặp nhau, hai nguyên âm đỏ ngâm á, hai nguyên âm á của ná và á tí, thì khi mà luật sanh thí thì bị làm cho thay đổi thành trường âm. Và câu thứ ba đó là tăng quê deva pasang santi. Tăng quê đê và bá sang sàn tích. Tăng ở đây là cái vị ấy ám chỉ cho một cái đại từ. Ám chỉ cho một cái danh từ đã qua. Chữ V đây có nghĩa là thật vậy. Thật vậy. Vasang santi. Tiếp đầu ngữ pá cộng với căn động từ sang santi, sang sa. Ở thể số nhiều ở anti có nghĩa là ca ngợi. Bát san san tí có nghĩa là ca ngợi. Câu cuối cùng, câu cuối cùng là sutta chi vin atanditang. Sutta chi vin atanditang. Sutta chi vin đây cũng bị luật sanh thí làm mất từ, kết hợp với hai từ sutta và ajivi. Sutta ở đây có nghĩa là được trong sạch. Chúng ta gặp cái từ này ở trong cái bộ sách nổi tiếng là Visuddhi Magga. Chỉ Visuddha Visuddhi nó cũng nằm trong cái từ căn, chung cái căn gốc là được trong sạch đó. Xuất thá ajivi có một cái đời sống hay là sự nuôi mạng. Ajivi là sự nuôi mạng, có sự nuôi mạng. Xuất thá ajivin là có sự nuôi mạng chân chánh.
Đây chúng ta thấy là xuất thát tận cùng là A và A chi vi bắt đầu là A. Thì hai cái này gặp nhau nó sẽ bị lược sanh thí, xóa bớt một nguyên âm, ghép lại cho tiện phát âm, đó là xuất thát A chi vi. Như vậy là chúng ta đã qua sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 366 này. Một lần nữa, câu pháp cú kệ ngôn số 366. Apalapo piche piku salapang nati manyati tangwe dewa pasang santi sutta chiving atanditang. Dạ nam mô Phật thầy, dạ nam mô Thầm mà, dạ nam mô Sang thầy, dạ. Và cái tiếp theo chúng con xin thỉnh thượng tọa đại quyền từ bi để giảng giải duyên sự cũng như là kệ ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 366 cho bài học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tuân thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, giá nam mô Tham Ma, giá nam mô Sang Khai, giá thưa đại chúng được nghe rõ. Cảm ơn đại ông Phương Đức Quỳnh cùng toàn thể quý vị. Chúng con thành kính lên đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa minh hạnh, đến đức tin lành cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Bụt Thầy. Phakkhavan tăng Apiwa Đề Miswa Kato Phakkhavata Tham Mô Tham Ma Nam Ma Sa Mi. Supatipanno Phakkhavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Phật đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thà Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu kinh số 366 cũng là duyên sự cùng với 365. Đây là một duyên sự nói đến một vị tỳ kheo đi trật đường, đi không đúng. Duyên sự này khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, nói đến một vị tỳ kheo đi lạc, đi không đúng vào cái cái hợp tăng của mình. Thì theo cái từ khác nghĩa kêu là bày, lạc bày, bày đạt. Thì bày đạt chúng ta sử dụng cho cái từ của thú, nhưng điều mà chúng ta nếu sử dụng cho người thì chúng ta đi trật cái nơi tăng đoàn, tức là cái tăng đoàn của mình như địa, tức là trong cái chúng đoàn của mình, trong cái chúng đoàn của mình nhỉ. Thì kính thưa quý vị, khi ở Phật ở Trung Lâm Tịnh Xá có một thầy tỳ kheo kết thân với một vị tỳ kheo theo ly khai tăng đoàn, ly khai tăng đoàn của Đức Phật. Vị này thuộc về nhóm tăng của Đề Bà Đạt Đa. Thì một ngày kia khi đi khất thực về, vị tỳ kheo bạn thấy vị nọ hỏi thăm rằng thầy đi đâu thế, nó đi khất thực về có ai cúng dường không? Thì vị này trả lời là có. Thì vị này có nói là nó ở nơi tôi có nhiều vật thực và nhiều vật phẩm giá trị, hãy đi đến ở vài hôm. Vị tỳ kheo đó nghe, thầy tỳ kheo mà bên nhóm tăng đoàn của Phật cứ nghe như vậy á, thì nhận lời và đi đến ở lại trong cái nhóm của Đề Bà Đạt Đa vài ngày, và sau đó trở về với tăng đoàn của mình. Thì đi đến các vị tỳ kheo trong tăng đoàn của mình đó, nó không có vừa lòng, mới đến bạch Phật Thế Tôn. Thì tỳ kheo kia đó đã thọ lãnh vật thực của nhóm tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, vì tỳ kheo ấy đã theo Đề Bà Đạt Đa rồi, vì bây giờ vị ấy lại quay trở về. Đức Phật cho gọi thầy tỳ kheo họ và hỏi, có phải ông đã đi đến chỗ tỳ kheo của Đề Bà Đạt Đa không, bạch Thế Tôn?
đúng như vậy, con ở trong nhóm của người Tỳ kheo Bà Đạt Đa được vài ngày nhưng con không hợp với quan điểm của Đề Bà Đạt Đa. Ta thừa nhận rằng ông không theo đà kiến, nhưng ông không có lập trường nhất định. Nên nay bị lung lạc bởi cái ý kiến của người khác tác động. Trong thời quá khứ, ngươi cũng đã làm như thế. Và Đức Phật ngài kể là cái câu chuyện ở trong quá khứ là một con voi. Con voi này rất là khôn ngoan. Rất là khôn ngoan. Nhưng khi đi đường nghe một nhóm trộm cướp du đảng nó nói chuyện thô lỗ với nhau, nó cũng tỏ ra hung hãn và bất trị. Nó chạy bậy ngay cả đến giết người. Rồi sau đó nghe cái Bà La Môn luận đạo một cách về những pháp tính hiện thiện thì nó lại khôn ngoan. Thì ta nói rằng cái con voi đó thử ấy đó là vị tỳ kheo dễ tin của ngày hôm nay là ngươi. Thì nó phần kết luận là một vị tỳ kheo phải nên hài lòng với những gì mình được nhận được và không ham muốn những gì người khác có. Nếu ham muốn như vậy thì chẳng bao giờ mà chứng đắc thiền định, trí tuệ hoặc thánh quả giải thoát. Hãy nên hài lòng với những gì mình đang có, ông sẽ có tất cả. Và Đức Phật nói lên câu kệ: không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỷ kheo ganh tỷ người, không sao chứng thiền định. Tỷ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Thì kính thưa quý vị, đó là duyên sự của câu kinh Pháp Cú số 365 và 366. Hôm qua chắc có lên nhà đại đức Tịnh Đạt để giảng cho quý vị nghe cái số 365 rồi. Thì cái đời sống của người tỳ kheo là một đời sống luôn luôn phải biết cái sự tri túc đủ, phải biết những gì mình đang có. Mà biết được như vậy thì là người tỳ kheo rất là tốt đẹp, sẽ rất là an ổn. Còn nếu như mình trong mình muốn, mình khi mình chờ đợi thì hoặc là mình mong, thì điều đó nó khởi sinh lên nhiều cái bất lợi cho mình. Như chúng ta thấy, một vị tỳ kheo dầu cho nhận một ít phần thôi, nhưng đừng có cho rằng của mình như vậy là ít. Tại sao như vậy? Cứ gửi cái cách mà thổi thật á, hay lắm. Sự thật ngày hôm nay á, chúng ta nên có một cái cách sinh hoạt. Các thầy tỳ kheo đó mới biết là dùng ở trong bát, mà khi mà bát nó vừa thì chúng ta dừng lại, chứ không phải mà đầy bát. Không được nhận nhiều. Và khi mà ăn á, không bao giờ ăn một cách quá no. Ăn mà làm sao còn ba vắt cơm nữa nó no là dừng lại. Hay lắm. Cái cách diễn Đức Phật này dạy ăn rất là hay. Thì đây là một điều hết sức là tốt đẹp. Và cũng như là những cái vật sử dụng của các thầy tỳ kheo, nó rất là đơn giản. Cái chung Appalapho Bicche Phikkhu Salapang Na Tiết Mai Nhá Tiết. Nếu như mà vị tỳ kheo, nếu như có một ít thôi, một ít vật thực thôi của người ta mang đến, của người ta cho mình, hay là thọ thực một ít cũng không sao. Ví dụ như trường hợp chúng ta được ít cái đồ ăn thì chúng ta cũng được cái buồn phiền, cũng có còn cái vật thực. Đối với vị tỳ kheo có một cái tài quý, có một cái tư cách, có một cái văn hóa, có một sống, cái sống đó, biết hổ thẹn đó, người ta không bao giờ mà đòi hỏi
khổ nhiều. Cái tánh này phải được cái sự huấn tập, phải được cái sự tốt mới được. Và khi ăn á, nó tiết độ, biết mình ăn vật thực mà Đức Phật hay dạy. Tâm lý của một vị tỳ kheo, của một người tu tập phải nhớ, ta thọ thực đây để duy trì mạng căn này để có hành tu hành. Ta thọ thực đây không phải là để cường cát, không phải để thụ hưởng, vân vân. Ta ăn để mà sống, để mà nuôi mạng. Thì dù ít dù nhiều chúng ta cũng không sao. Ngoại trừ, kính thưa quý vị, thức ăn nó không phù hợp. Chứ còn phải nói rằng là đối với Đức Phật này dạy một vị thì kêu phải phải quý trọng cái vật thực của mình. Một người cho mình cái vật thực đó đó, mình cũng phải biết, biết quý trọng. Chứ không phải là người ta cho mình cái vật gì mình khen, mình chê, như vậy không xứng đáng là một vị tỳ kheo tốt hay lắm quý vị. Tại vì sao như vậy? Một vị tỳ kheo có một sự tu tập đó. Bởi vì hỏi về thí dụ bây giờ một cũng như cái hỏi ăn ngon hay không, nếu vị nào mà trả lời mạnh dạn là ngon hoặc là chê là không ngon, thì quả thật vì đó sự về cái đời sống của tu tập. Khen ngon cũng được khen ngon, và chê dở cũng được chê dở. Cái gì ăn phải quán tưởng, quán tưởng vật thực để nuôi mạng, thì vật thực đó nó phù hợp ăn, chúng ta không có bị bệnh hoạn, hay là nó không có kiểu như chúng ta khó ăn, mà chúng ta ăn cái vật thực để như vậy để chúng ta nuôi mạng được chân chánh, nuôi mạng được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, làm sao mà chúng ta nở lòng nào mà chúng ta có thể chê được? Có thể nói rằng miếng cơm manh áo của chúng ta mà của thế này thì không ạ, đó là mồ hôi nước mắt của đàn na tính thí, cái sự mệt mỏi, cái sự khắc khoải, cái sự đau thương để đánh đổi ngay cả hiểm nguy ở trong cuộc đời này. Khi họ đang làm việc, khi họ đang đi đến làm việc, điều lộn sự nguy hiểm để có được một miếng cơm manh áo. Mà nếu một vị tỳ kheo mà không trân quý, thì cái điều đó rất là tắc tội. Một cách khác hơn nữa, cái vật này, cái đồ này được ăn đó, đó là hương quả, đó là phước của Phật, phước của Tam Bảo. Người đệ tử vì niềm tin, tin lý nhân quả mà đem đến nhân cúng. Chứ chúng ta không làm một cái gì cả. Cá nhân của từng thầy tỳ kheo không làm cái gì cả, mà người ta hướng đến của đối tượng tâm chung, hướng đến của đối tượng cúng dường. Cả mấy cũng vậy, hướng đến tinh thần hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng mà người ta cúng. Cho nên không được khen, không được chê, tùy duyên. Cái tâm của họ đó chính là một cái điều tốt. Mà làm sao chúng ta gọi là xuất tha chi quy, đây là một điều đặc biệt. Tức là cái sự nuôi mạng nó được thanh tịnh, nó được tốt đẹp. Quả thật, nếu như chúng ta chê của người mang tới thì chúng ta rất là đắc tội. Tại vì sao vậy? Bởi vì đó là cả một niềm tin, đó cả một cái phước báo của Phật mà chúng ta thừa hưởng.
Cho nên một vị tỳ kheo nào mà có cái sự so sánh sống nghiêng nặng về vật chất, đó cũng là một bất lợi cho một vị tỳ kheo đó. Ngày hôm nay sống cũng vậy. Nếu chúng ta quá đa dục, tầm cầu nhiều thứ thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Chúng ta sẽ đánh mất đi một cái giá trị tu hành của mình. Chúng ta sẽ đánh mất đi một cái sự tốt đẹp của chính mình. Có lẽ những cái lý này nhiều khi chúng ta cho nó là bình thường, nhưng điều sự thật ra đó chính là cái điều hết sức là đặc biệt trong đời sống. Bởi vì đời sống của người tỳ kheo là đời sống nghèo cho sạch mà rách cho thơm. Những lúc mà sử dụng hay những lúc mà có những cái việc vật nó tốt, khi mà đi ra ngoài đó, bị người ta ngó bằng cặp mắt không hay, cặp mắt không tốt, thì thôi chúng ta cứ kham nhẫn đi, chúng ta cứ đừng quan trọng. Chứ không phải là tỏ vẻ ra mình như thế này, tỏ vẻ ra mình như thế kia, nó chính là không đúng, không đúng pháp. Có một cái xe tốt, có một cái đồ xài tốt, một cái vật tốt, về đối với đời thì xem đó là cái tốt, nhưng đối với cái vị tu thì đó cũng là một cái điều nó trở ngại, chứ không phải là một điều tốt đẹp. Mà chính cái đời sống của một người tu là đời sống đơn giản nhẹ nhàng. Mà chúng ta thấy cái y phục cũng vậy. Làm sao cái y phục đó được tốt đẹp, làm sao cái y phục đó nó căn bản, chứ không phải là một y phục mà quá đắt tiền. Có một số vị mang đeo những cái bộ y, người ta cài, người ta đính lên đó những cái vật quý, những cái đá quý, hay là những cái đỉnh hạt như nhỏ nhỏ của kim cương hay là đá quý đó, thì bị đời chê trách. Cái đời sống của người thì tỳ kheo dầu cho cái lớn cách mấy, dầu cho cái tôn túc hòa thượng như thế nào cũng vậy. Chúng ta không phải là mặc long bào, mà chúng ta mặc y bào, mặc Phật bào một cách đơn giản. Cái thức ăn được người khác cúng dường thì mặn ngọt chua cay chúng ta không đòi hỏi. Phải ăn thứ này, phải ăn thứ nọ, làm sao vật thực đó đúng pháp. Cái trú xứ cũng vậy, cái thuốc men cũng vậy, làm sao nó đúng pháp. Và cái người dân cúng đó đó, dầu cho là dân vật thượng vị hạ vị, độ cứng độ mềm, vân vân, tất cả mọi thứ, thì do cái tâm phát tâm của tính thí cúng dường, chứ chúng ta không có được đòi hỏi. Người tỳ kheo nô mạng gọi là chánh mạng, hay là nô mạng thanh tịnh đó, thì kính thưa quý vị, thì con người đã sống tốt đó, sống đặc biệt lắm, sống gặp nhiều cái sống thiết lập nên cho mình một cái sự đơn giản, một cái sự nhẹ nhàng. Chúng tôi rất thích cái cách sống ăn nó dân dã, rất là nhẹ nhàng. Nên rằng những cái món ngon vật lạ mình có thể thích, có thể ăn, nhưng gặp những cái món, giữa món cái dân dã nó bình thường và những món ngon đó, mà nó càng ngày hôm nay càng ăn dân dã chừng nào, nó lại càng ít bệnh chừng đó. Còn món quá ngon thì ăn nó dễ gây bệnh. À, nó lại là ngược lại một tình huống như vậy. Và cho nên vì vậy chúng ta biết là nó có một cái điều đặc biệt lắm, nó có điều tốt đẹp lắm. Chúng ta ăn quá nhiều cái món ngon, nó béo và nó được như ý của mình đó, thì nó dễ sinh bệnh thôi. Cho nên cái đời sống của người tu nó nhẹ nhàng lắm. Nếu trong cái ăn, cái này nó thành thật. Bởi vì có nhiều khi á, chỉ ngoại trừ cái quả báo Kathina được phép báo những cái món ăn, còn ngoài đó là ai cho cái gì ăn cái đó. Và được cái quả báo đó cũng không có chê, tuy là mình
mình đi tìm chọn mình nói món ăn, nhưng không cũng không được chê khi người ta cho mình. Cái chỗ này hết sức là quan trọng, bởi vì mình chê à, cái món này tốt, cái món kia nó, món này nó thích, món này không thích nè, món này à, tôi mới chịu, món kia tôi không chịu, hay vật này tôi thích, vật kia tôi không thích, đồ này tôi thích xài, đồ kia tôi không thích sử dụng, vân vân. Thì cách đó đó là những người nó mang tính thụ hưởng, nhưng mà tính của thế sự từ tôi có vậy. Bởi vì người ta cho, người ta cho cái quyền của người ta cho là phải biết trân quý, biết quý cái gì, cái niềm tin và cái tấm lòng thành của chính họ, và ăn có cái sự quán tưởng. Quý vị nghe hồi xưa ông cụ ông không, ông cũng đặt bát mà như là ngày ngày cái xóa hay ngày sáng là phát gì rớt cái móng tay ngày cái xóa, rớt cái móng tay cùi của ông vào trong ở trong cái phần cơm đặt bát đó. Ngày sáng là phát về ngày múc cái phần, bỏ cái móng tay đó ra, mình vẫn thọ dụng. Bây giờ chúng ta thấy tự nhiên chúng ta phát ấn liền, thì chúng ta cảm thấy cái phần nó dơ. Chúng ta nghĩ rằng dơ có chút xíu chúng ta phát hết, thì cái điều đó nó cũng không đúng. Mà ở đây tại sao ngài thọ thọ thực được một cái sự vững chắc như vậy? Bởi vì khi đó đó ngài thọ thực tập cái quán tưởng ăn như vậy nó không có chết, mà chính tại sao như vậy? Chính con người mình thấy họ bệnh hoạn như vậy bằng một sự phân biệt, bằng một cái sự nghĩ rằng ghê gớm nhơ nhớp, cho chúng ta tránh xa. Cho nên chúng ta đừng có làm những cái tấm đó. Nếu như một vị tỳ kheo có một người người ta dâng cúng, người ta nghèo hèn một chút xíu, người ta dâng cúng những cái món đó, nó bình thường, mà chúng ta lại xem thường cái vật dâng cúng đó, và cái điều đó thì chúng ta tội lỗi vô cùng, nguy hiểm cực kỳ. Thì đời đời kiếp kiếp chúng ta không được những cái thượng vị, chúng ta không được những cái điều tốt đẹp đó nếu chúng ta chưa có chấm dứt sinh tử khổ đau. Chúng ta có một sự phân biệt như vậy nó mất phước của chúng ta, bởi vì chúng ta được cái phần phước, được cái hưởng phước, nếu chúng ta không biết cách hưởng thì nó mất phước. Chúng ta nhớ như vậy, chúng ta được thì có phước, chúng ta được không có phước thì chúng ta chết. Và rồi kính thưa quý vị, có nhiều người là ăn nó thiếu phước, lại ăn đi đồ thừa, đồ cặn, đồ không tốt, đồ hôi, đồ dơ, người ta lại ăn. Kêu mời tới ăn thì không được. Và cái điều này chúng tôi đã thấy, cái đó là kinh nghiệm của họ thôi. Mà sẵn có được nhưng họ không ăn, họ không ăn được. Cũng như có một số người giàu có để tiếc của, họ thiếu phước tiết cổ, cho nên họ để những cái vật thực hay hoặc để những cái đồ xài để cất, để giấu, để nó từ từ xài, cứ tiết kiệm. Đến những người đó, đến khi đồ đạc nó hư, nó không còn hàng sử dụng, vân vân. Thì đây chính là chúng ta thấy họ thiếu phước, không được hưởng cái ngon cái tốt, họ chính họ thiếu phước. Và một con người mà xài một cách tức là thụ hưởng một cách quá đáng thì nó cũng không đúng. Và một người quá tiết kiệm mà quá có gì dè dặt, mà quá chi tiết ở trong cái việc sinh hoạt, cái việc ăn uống, thì người đó cũng hết sức là nguy hiểm. Thì ở đây thì dầu chúng ta nhận được ít hay nhận được nhiều cái vật đó, chúng ta không dám được có nên chê khen. Quý vị biết đó, có một số người khi ta ăn cơm ở chùa không ai dám chê ở cơm không ngon. Tại sao như vậy? Đây là quả báo của Phật. Mà nói theo người Bắc Tịch, của nó lập Phật, cổ vua thua lập Phật. Câu nói nó nghe hay, đúng như vậy. Nếu mình làm được tốt thì được ban thưởng. Còn cơm của Phật
hay lộc của Phật đó là có duyên mới hưởng. Mà cái duyên đó nó tùy theo, có lúc có cái ngon, có lúc có cái dở, là tùy theo cái phước duyên của chúng ta. Còn nơi điểm tựa đó, Đức Phật ngài nhận những cái món ăn thượng vị hạ vị của những vị vua chúa, những nhà trưởng giả cúng dường, và Đức Phật ngài cũng nhận những cái vật thực, những cái lá y của những người bần cùng, những thấp của xã hội ngài cũng nhận. Nếu như chúng ta chê, là chúng ta chê cái lộc Phật, mà chê cái lộc Phật như vậy rồi thì chúng ta sẽ khó bao giờ ăn được, sẽ khó giờ hưởng được lộc Phật. Bởi vì có cái duyên mới được gặp Phật, có cái duyên mới được đến chùa, mới được hiểu biết lý giải của ngài, và có cái duyên thì chúng ta mới có được cái lộc của Phật. Cái lộc ở đây về vật chất cũng như cái lộc về tinh thần. Đây là cái điều đặc biệt đó quý vị. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là thí dụ bây giờ đó là cái lộc đó mà chúng ta cho gì cái tự nhóm ăn nó rất là mệt. Mà bởi vì chúng tôi khi chúng tôi hiểu được cái điều đó, mỗi lần cái lễ lạc ấy, chúng tôi rất là cảm thông. Nhất là chúng tôi rất là ngại khi phải làm cơm hộp. Cơm hộp á, làm một số lượng nhiều á, thì là quý vị biết, làm cái buổi một phải là buổi tối ngày hôm đó để cho ngày mai, hoặc là khuya hôm đó họ ăn á, tính trải qua chừng 10 tiếng đồng hồ, 10 giờ đồng hồ, thì nó dễ phát sinh bệnh và nó nguội lạnh. Và ăn như vậy đó, một cơm hộp như vậy đó, những người lớn tuổi nuốt không trong. Bây giờ bỏ thì không dám bỏ, nuốt tiếp thì không dám nuốt tiếp. Có để cái này chắc là quý vị Phật tử ở Trung Đông chắc để đi các chùa đã biết. Cho nên chúng tôi từ xưa tới giờ, chúng tôi có cái lễ thì chúng tôi kêu cố gắng để nấu cho Phật tử họ ăn. Không cần phải cái món gì nó cao sang quyền quý, nó lớn lao đắt đỏ, mà chúng ta cho một miếng cơm, một miếng đồ ăn, một miếng canh để người ta dễ nuốt, và nó tương đối, tức là nó không đến nỗi phải nguội lạnh, nó phải nóng một chút xíu, còn không nóng thì nó đừng có phải bị nguội lạnh. Thì ở đây kính thưa quý vị, thì nó như thế đó, để cho họ có một cái việc đi chùa, tôi cũng muốn hưởng một phần cái lòng Phật, muốn sinh một cái lòng Phật. Chúng tôi trân quý những cái niềm tin đó của những người đệ tử. Với những cuộc lễ đó, chúng tôi thường thường kêu những Phật tử hay kêu ta lao những tượng Phật, người ta mở quỳ sát với Phật, có một niềm tin rất lớn ta mới làm hết. Hay người ta vuốt ở trên cái tượng Phật, người ta vuốt vào đầu, người ta cầu mong được một sự an lành. Kính thưa quý vị, cái niềm tin chúng ta không nắm nhau, cái niềm tin đó người ta kính tín ngưỡng, giờ người ta cảm thấy được an lạc, nó sẽ được an lạc đúng quý vị. Bởi vì cái duyên phước, bởi vì cái bản lực của niềm tin nó lớn lắm. Khi chúng tôi gặp những cái như chẳng hạn như quý vị biết là cách đây mấy bữa có một cái bà nó có nghèo, bà đi chiếc xe đạp, mà bà nhưng mà mới bị té, cần nhắc, và giờ dẫn vô, thế bà đem một bó nhang vô, cái chúng tôi đi ra cũng không rất là may, bởi chúng tôi đi ra, cái chúng tôi gặp bà, chúng tôi bà cụ có vào điện để lễ không? Chứ nó chả thôi được rồi, không sao đâu thầy. Con đến tại cái điện Phật này, con lễ Phật thuộc điện Bồ Đề, Phật Đại Bồ Đề là vậy hả? Bà đang bị cái chân mà lên cái tam cấp của Phật Đại, nó là 3-4 cấp. Thì chúng tôi bước tới, chúng tôi nói nó bà đưa đi được, để bà dịnh sư dịu cho bà lên. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cầm một cái đó, chúng tôi tính đưa cho bà để bà níu cái đó để chúng tôi kéo lên. Chúng tôi cầm một cái máy ra đó, rồi chúng tôi đưa cái máy điện thoại cho bà, nó cầm một đầu,
bà không chịu đâu, dạ con lên được rồi. Ông có đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, trên bước lên, bỏ bỏ dép ra cái bên lên, châm một quẹt nó đốt. Chúng tôi cũng chụp lại cái hình đó đúng không? Đốt cái quả lại Phật. Bà lấy lại Phật xong, mình thấy bà đau. Cái bà quỳ, nguyên cái đầu bà một, cái chân của Phật Bồ Đà Bồ Đà. Chúng tôi rất cái mắt luôn. Thì cái chúng tôi mới nói với bà cụ vài điều đúng không? Cụ bị bệnh sao vậy? Mới bị té đau lắm thầy. Nhưng điều mà con nhớ Phật, con nhớ chùa, con đi đến. Thật. Mà ta nói một câu bằng niềm tin, nó kính thưa quý vị. Nó rất là tình. Dạ. Thì cũng vậy. Nếu chỉ có người đó, kể cho mình nghe luôn. Hồng đậu cúng, không biết cúng ở đâu. Thì cái thùng phước xương để ở dưới cúng không được. Xong cái bà bảo chúng tôi lại, nói thầy, tôi cúng một vài ngàn. Kính thưa quý vị, chúng tôi cầm cái đó, chúng tôi giữ, chúng tôi không dám bỏ vô thùng phước đi, chúng tôi giữ cái đó để cho nó động tâm của chúng tôi khởi lên những người nghèo khổ này. Thì phải nói rằng là gặp những cái cảnh nó làm cho mình hết sức là động tâm. Thì nếu như mà chúng ta thấy chúng ta chê những cái đồng tiền ít quá, thì chúng ta thấy có thấy những cái hành động của người ta không? Thì chỉ có người như vậy thì khủng khiếp. Chúng tôi giữ cái thiền đó, thế vì bây giờ ở trong tủ đó để cho nó giữ, để riêng cái tiền đó. Rồi tôi mới nói bởi vì là cái nhang này để cúng, chúng tôi rồi mà để đó, để cái nhang này sẽ các sư cho những ai cúng đó. Chỉ một cái hành động như thế thôi, nhưng điều mà nó làm cho mình thấy một người, một bà già nghèo khổ, mà chúng tôi nghĩ là bà xa hỏi ba vợ ở cũng đây cũng hai cây số thì cho bà đi bộ thổi cho bà đạp xe đạp nhắc mà mình đi tới đó để thầy giúp cho bà, thầy sẽ giúp cho bà. Nó không sao đâu thầy, từ từ bò xuống. Nói gì cho bà không là giúp, chứ chúng tôi cũng vẫn đi sát để sợ bà té, mà mình có cách mà mình nhiều quả cho mình đỡ phải nặng nề. Thì kính thưa quý vị, nếu như những tình huống đó chúng ta gặp, những tình huống biết trồng những miếng cơm, những manh áo của những người là có tâm lòng thành, thì nếu như một tỳ kheo mà nuôi mạng hiểu biết được cái giá trị đó, biết trân quý cái tấm lòng đó, thì những người đó được chư thiên thương tưởng, người đời tán dương, người đời hiểu biết và quý trọng vô cùng. Không cần cái gì gọi là quyền quý cao sang, tu hành ở cấp độ dữ dằn, nhưng đều biết cái tâm của người và tâm của mình hãy tặng, biết đi tham một phần, đừng có đòi hỏi quá nhiều, đừng có điều kiện quá nhiều, thì chúng ta sẽ được cái sự an lạc và chúng ta sẽ làm lợi ích cho tha nhân rất nhiều. Cũng như những cái bánh củ khoai mà Phật tử từ xưa nay đã nuôi dưỡng mạng mạch của Phật pháp truyền cho tới ngày hôm nay, chúng ta nhớ rõ như vậy. Chứ không phải là những người giàu có thì của tài sản lớn lao và nuôi dưỡng cái mạng mạch này đâu, không phải như vậy. Mà là những từng miếng cơm bánh áo, từng cái bánh củ khoai lớn nhỏ của tất cả, cũng như từ những niềm của những người có nhiều niềm tin, giàu niềm tin để hộ đạo, để hộ tăng, mà nó muôn thở cho tôi ngày hôm nay. Đó là thật như vậy, không có gì. Thì kính thưa quý vị, một vị tỳ kheo hay một người tu biết tri túc, biết đủ, biết vừa vặn, mà không chê không khen, không được phép chê không được phép, mà luôn luôn biết ân của đàn na tính thí, biết niệm ân của đàn na tính thí. Như chúng tôi đã nói đó, đồng cơm bát gạo này cũng là mồ hôi nước mắt. Thì tự chúng ta biết trân quý, từ chỗ biết trân quý họ,
chúng ta biết sự thúc liễm của thân tâm này và nó tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho người. Chúng tôi có đôi điều xin trình bày qua cái câu kinh số Pháp Cú số 366 là như vậy. Xin có đôi điều giảng thuyết như thế, nhưng có điều chia sẻ tới kinh Lương Mong Thiên Tâm của đại chúng quan hệ cho. Tính chấm dứt thời giảng thuyết ở đây, trước khi dứt lời, tính nhân phụ tích trả đến rất đầy thức tới Đại Thiên Vương. Các vị chư thiên phụ địa chánh pháp, nhất là hồi hướng đến cho các bậc thầy tổ đại quá bản, cũng như thân mạnh quý thuộc, và kính dân phật chúng đi đến cố thượng tổ phật tính gồm mới quá bản, xin cho thượng tọa cùng tất cả chúng sanh của phật xin hãy được an vui, được tấn quá trong phật pháp và được nhiều sự phúc lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Mong tất cả chúng ta luôn luôn kính tu phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tam Bảo Hiền, nam mô Sanh Khai. Dạ. Ủa, Xích Cẩm Vân có chiếc máy sao vậy? Xích Cẩm Vân có chiếc máy không? Nếu mà Xích Cẩm Vân có chiếc máy, xin mời Xích Cẩm Vân nhé. Chắc Xích Cẩm Vân không có chiếc máy rồi. Dạ, sa thu lành thay chúng con, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân thượng tọa Thầy Quyền Đức Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 366 đến ngày hôm nay cho chúng con được học hỏi, hành theo cho được sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Tề Quyền cũng như là đại đức Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng bài kinh Pháp Cú số 366 ngày hôm nay. Chúng con xin được thành kính tri ân hai vị. Và con xin được thành kính một lần nữa cung thỉnh đại đức Minh Hoàng từ bi hoan hỷ chúc phúc cho room sau khi kính pháp. Nam mô Phật Thầy Gia. Con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hoàng. Vato sapa mangalang rakhan to sape de vata sapa buddha na pa vena sada sati vangwan tu te vato sapa mangalang rakhan to sape de vata sapa dhamma na pa vena sada sati vangwan tu te vato sapa mangalang rakhan to sape de vata sapa sangha na pa vena sada sati vangwan tu te. Tất cả phương an có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quá của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya dewa ta santi vihara wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha ma cha na wa ca cha pit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma wa răng pa ti cha te sắp bề pi đục kha sa kha rần tu sang kha yang tha tu y răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bột ga la sang khô hồ tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha am he ra khan tu sắc thẩm mô sa về bi tham ma cha ri no uất thêm sam pa hu na ya ma tham ma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập
Hoàng Rung nghe pháp kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta